Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ các bạn một cái đại cổ có dáng trực siêu. Với những cây đại lớn như thế này thì nó có tuổi đời tầm khoảng cả trăm năm, hơn trăm năm tuổi các bạn ạ. Và đây là một cây đại cổ có những cái từ những cái ngày mà sơ khai của thành phố các bạn. Một cây đại cổ dáng trực siêu, thực sự là rất đẹp. Thực ra thì nhiều bạn có nói rằng là cây đại thì không nên trồng trong gia đình, bởi vì rằng là nó mang đến, thường thường người ta hay trồng trong đình chùa miếu mạo. Thế nhưng tư tưởng đấy là sai lầm các bạn ạ. Trong phong thủy thì cây đại nó nói lên để đàn ông trồng ấy, trong gia đình ấy, thì nói lên một cái người chính trực quân tử to lớn, có tâm hồn rộng mở các bạn. Và những gia đình quyền quý các bạn, người ta rất hay thích trồng đại trong khuôn viên gia đình. Một cây đại dáng trực siêu, lắc rất đẹp. Thân nó thì có thể lớn bằng tầm khoảng cái thùng phi các bạn. Cái thân này bằng cái thùng phi. Đây các bạn nhìn này, thân nó lắc, lắc lên. Một tay bay ra phía bên kia, một cái bông trên đỉnh. Và qua bao nhiêu năm mình chơi với bạn bè mà có cái yêu thích, cái thú vui là chơi cây ấy, thì mình nhận thấy là rất nhiều người trồng đại trong khuôn viên gia đình các bạn. Để trồng một cây đại trong khuôn viên gia đình thì nó đơn giản thôi, bởi vì đại rất là dễ sống. Cây đại thì cắm cành nó cũng sống các bạn ạ. Và người ta thường thường người ta trồng bằng cành. Nhưng muốn trồng cây đại trong khuôn viên gia đình thì mình phải hiểu rõ nguồn gốc của cây các bạn. Đặc biệt là lưu ý các bạn là không thể mang cây đại ở đình chùa miếu mạo, những cái nơi tâm linh mang về gia đình được. Đó là điều tối kỵ trong thú chơi cây. Không phải riêng cây đại mà cây gì cũng thế thôi. Người ta không thể mang những cây ở đình chùa miếu mạo về chơi trong gia đình. Tất cả những ai mà dù quyền quý đến mấy hoặc là giàu có đến mấy, quan chức đến mấy mà mang đại ở những nơi tâm linh về trồng trong gia đình đều nội bại hết các bạn. Bởi vì đó là những cái cây mà nó thuộc về tâm linh và không được phép mang về gia đình để trồng. Mình muốn trồng cây đại trong gia đình thì mình khuyên tất cả các bạn là chúng ta phải mua giống cây đại, sau đó chúng ta trồng, hoặc chúng ta xin cành chúng ta trồng. Hoặc muốn mua cây đại lớn như thế này ấy, thì các bạn phải hiểu rõ nguồn gốc của cây các bạn. Phải hiểu rõ nguồn gốc của cây. Cây ở gia đình như thế nào, có xuất xứ từ đâu. Bây giờ thì rất nhiều người bạn của mình muốn tìm mua cây đại, nhưng mà đều không dám mua bởi vì không hiểu rõ nguồn gốc của cây. Cái dân buôn cây thì người ta đều nói rằng là cái cây đại này là cây đại không phải trong đình chùa miếu mạo, nhưng mình không thể biết được các bạn. Càng cây lớn thì càng rất nguy hiểm, bởi vì hầu hết những cây đại lớn người ta trồng trong đình chùa miếu mạo. Bằng tầm khoảng cái thùng phi các bạn. Một cây đại cổ xù xì mốc mếch. Đây. Thân lỗ hết này. Thân lắc lên trên. Những cây đại như thế này thì
mình dám chắc là nó không thể dưới 100 tuổi được các bạn. Người ta đóng những cái đinh vào đây. Cây đại thì nó có sức sống cực kỳ mãnh liệt các bạn ạ. Các bạn trồng không cần tưới nước, cũng không cần bất kỳ một cái điều kiện về phân bón nào cả, và nó vẫn sống tốt, sống khỏe. Thực sự là dáng rất là đẹp. Một cây đại cổ. Có rất nhiều giống đại các bạn ạ. Giống cây đại thì có rất nhiều. Có loại hoa vàng, loại hoa đỏ và loại hoa trắng nhụy vàng như cây này. Và đây bên là loại đại cổ các bạn ạ. Một cây đại cổ thì nó biểu hiện là cái hoa. Đây các bạn, hoa đại. Trên đầu cánh hoa thì màu trắng nhưng nhụy thì màu vàng. Và ra thường chùm một. Thực sự hoa đại rất là quý các bạn ạ. Nó thơm ngào ngạt ấy. Trong một gia đình mà mình chỉ cần hái tầm khoảng 5-6 cánh hoa đại thôi, mình mang về thì mình để trong gia đình thì nó thơm cả phòng luôn. Mùi thơm của hoa đại thì cực kỳ là thanh khiết các bạn. Rất thanh khiết. Đây các bạn nhìn này, tay bay này, khúc khuỷu ngoằn ngoèo, rất là đẹp. Đây là những cái vẻ đẹp của tạo hóa các bạn, của thiên nhiên nó mang lại chứ không phải do con người làm lên. Tán nó rất đẹp các bạn. Cây này mà có thể mang trong gia đình nào có thể mang về thì trồng trước khuôn viên gia đình, trước cổng, hoặc là ở cái hồ cá koi nó bay ra thì cực kỳ là đẹp. Và giá cây đại này thì mình dám chắc các bạn, nếu mà một cây đại sạch có nghĩa là cây đại mà người ta hoàn toàn không phải trong đình chùa miếu mạo ấy, mà nó tầm cỡ lớn và già như thế này thì không thể dưới tầm khoảng 200 triệu đâu các bạn ạ. Bởi vì mình đã từng đi hỏi đi mua rồi, nhưng mình vẫn không an tâm về cái nguồn gốc của cây, do vậy mình không dám mua. Với văn hóa của người Việt thì cây đại nó trong ngũ quỷ các bạn. Liễu, hòe, đại, đa và gạo là những cái cây mà trong ngũ quỷ, không nên trồng trong gia đình. Với văn hóa của người Trung Quốc thì cây đại mang một cái ý nghĩa rất là tốt các bạn ạ. Nó mang đến ý chí rồi cái nghị lực to lớn. Những người đàn ông mà thực sự có cái nghị lực to lớn, có cái ý chí tiến thủ. Với người Ấn Độ các bạn thì cây hoa đại nó biểu trưng cho cái việc là may mắn tràn trề và hạnh phúc đủ đầy. Về văn hóa thì mỗi một vùng miền, mỗi một dân tộc, mỗi một đất nước nó khác nhau các bạn. Không thể áp đặt được cho đất nước này với đất nước kia, với con người này và con người kia. Nhưng ở Việt Nam thì mình đã trao đổi rồi. Cây hoa đại nó thường thường người ta trồng trong đình chùa miếu mạo am, những cái lời cổ và thờ. Thế nhưng mà với những cái người đàn ông mà có cái ý chí to lớn thì người ta vẫn hoàn toàn có thể trồng trại đại trong gia đình và mang cái biểu tượng, biểu trưng rất là đẹp các bạn. Ví dụ như gia đình này. Đây, mình trao đổi với các bạn này. Mình đã hỏi cô chủ trong gia đình này rồi. Mỗi mét vuông đất ở đây thì các bạn biết là nó giá rơi vào tầm cỡ khoảng gần 1 tỷ các bạn. Đấy. Gần 1 tỷ một mét vuông. Và gia đình cô ấy mua mảnh đất này, và từ ngày đó cái cây đại này đã có từ ngày trước thời gian đó rất là nhiều rồi các bạn. Và cây đại này trồng trước cây khuôn viên gia đình này. Nhưng mà thực sự là từ lúc mà mình đến đây thì cái gian hàng của cô ấy lúc nào nó cũng đông khách.
không phải do cái vía của mình hay là do cái cây đại, nhưng thực sự là cô có trao đổi mình là làm ăn buôn bán ở cái mảnh đất này thực sự rất tốt. Về sức khỏe cũng như vậy, bố mẹ cô rồi trong gia đình tất cả anh em đều hòa thuận và làm ăn rất là tốt. Do vậy là những ai mà có ý kiến về cái cây đại không nên trồng trong gia đình thì chúng ta có thể thay đổi được cái suy nghĩ của mình đấy. Lại một vào khách vào mua nữa. Mình xin chia sẻ các bạn về một cây đại cổ, ý nghĩa phong thủy của cây đại, để chúng ta còn hiểu rõ hơn về một cái giống cây cổ với văn hóa của người Việt. Bạn nào thấy hữu ích thì cho mình xin một nút đăng ký. Bạn nào không thấy hữu ích thì vui lòng bỏ qua. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn luôn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời. Chào các bạn.